Chào mừng các bạn đã đến với bản tin tối của kênh bình luận viên Anh Quân News. Hẳn đây đang là quãng thời gian bạn đang cuốn theo những dòng sự kiện của trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhưng những thông tin bóng đá thế giới cũng chẳng ngừng lại, và vì thế chúng ta sẽ lại xem liệu đã có sự kiện gì xảy ra trong khoảng thời gian ngày hôm nay. Cùng đến với những tin tức chính sau đây. Breaking news: Steven Gerrard chính thức trở lại Ngoại hạng Anh dưới cương vị huấn luyện viên của Aston Villa. Thấy Messi vui vẻ bên đội tuyển, sếp lớn Paris Saint-Germain bỗng hờn dỗi. La Liga dự định ngăn cản Alves về với Barca. Pogba muốn lương cao hơn Ronaldo. Giám đốc thể thao Michael Edwards đếm ngày rời Liverpool. Lộ lý do Christensen vẫn chưa ký hợp đồng với Chelsea. Sau quá trình đàm phán, cuối cùng Steven Gerrard đã trở thành huấn luyện viên mới của Aston Villa. Đội trưởng huyền thoại của Liverpool sẽ chính thức trở lại Ngoại hạng Anh, thay thế cho người tiền nhiệm Dean Smith vừa bị sa thải cách đó không lâu. Sau một giải bất bại chứ danh cùng Rangers ở giải Ngoại hạng Scotland, việc Gerrard trở về đây như một bước đệm cho vị trí ghế nóng của Liverpool sau này. Anh đã ký một bản hợp đồng 2,5 năm với đội chủ sân Villa Park, và Rangers cũng đã gửi lời chia tay chính thức đến huấn luyện viên tuyệt vời của họ. Messi vừa mới bỏ lỡ hai trận đấu gần nhất của Paris Saint-Germain là Leipzig ở Champions League và Bordeaux ở Ligue 1. Nguyên nhân là do anh bị chấn thương đầu gối và gặp vấn đề về gân khuèo. Thế nhưng, Messi vẫn được triệu tập vào đội tuyển Argentina để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới với Uruguay và Brazil ở vòng loại World Cup 2022, khu vực Nam Mỹ. Trong buổi tập mới nhất, Messi tỏ ra rất vui vẻ với các đồng đội trên tuyển chứ không có biểu hiện gì cho thấy anh vẫn bị chấn thương. Mới đây, giám đốc thể thao của Paris Saint-Germain là Leonardo cho hay: "Chúng tôi không đồng tình với việc FIFA cho phép một cầu thủ không thể thi đấu cho Paris Saint-Germain và đang trong quá trình hồi phục chấn thương thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia. Việc Messi tập trung cùng đội tuyển Argentina vào thời điểm này là một sự bất cập. Đây là vấn đề mà chúng ta sẽ cần phải bàn bạc và thảo luận lại." Tờ Marca mới đây đưa tin La Liga có thể tác động ngăn Dani Alves ký hợp đồng với Barca trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng. Cụ thể, họ sẽ dựa vào luật công bằng tài chính để phản đối thương vụ này. Ngay cả khi câu lạc bộ và cầu thủ đồng ý mức lương thấp thế nào đi nữa, La Liga vẫn sẽ không chấp nhận và tự họ sẽ ấn định mức lương cao hơn cho Alves. Ban tổ chức của giải đấu này tính toán con số đó dựa trên thành tích 6 mùa giải gần nhất của cầu thủ người Brazil và ấn định mức lương tối thiểu mà anh sẽ phải kiếm được. Vì thế, kế hoạch ký kết với mức lương tượng trưng của Barca có thể sẽ bị phá sản. Với phong độ lên cao trong thời gian gần đây, tiền vệ của Chelsea Ross Barkley đang được rất nhiều câu lạc bộ khác tại Ngoại hạng Anh hỏi mua. Được biết, Newcastle đang dẫn đầu cuộc đua nhưng họ cũng sẽ phải cạnh tranh với Everton và Leeds để giành chữ ký của cầu thủ 27 tuổi. Dự kiến tháng riêng tới đây, nếu Chelsea không có ý định giữ lại Barkley, họ sẽ cho anh ra đi với một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đất. Burnley là câu lạc bộ mới nhất tham gia vào cuộc cạnh tranh này và họ cũng cam kết sẽ cho Barkley nhiều thời gian thi đấu nhất có thể nếu đồng ý gia nhập. Tờ Le Quip mới đây vừa tiết lộ mức lương của Sergio Ramos tại Paris Saint-Germain chỉ là 6 triệu euro một mùa và thêm 1 triệu tiền thưởng phụ thuộc vào thành tích. Con số này gây bất ngờ với nhiều người vì thực tế, anh từng nhận được mức lương gấp đôi ở Real Madrid nhưng phải ra đi vì không chấp nhận một điều khoản khác của hợp đồng. Tờ báo này cũng tiết lộ rằng giống như đại đa số các thủ khác khi ký hợp đồng với Paris Saint-Germain vào mùa hè này, Ramos không có nhận tiền lót tay. Dù thế, số tiền 6 triệu euro mùa này cũng đủ để đưa Ramos cùng nằm trong số những cầu thủ lĩnh lương cao nhất tại Paris Saint-Germain. Tất nhiên, thông tin này vẫn không được người đọc chấp nhận vì nó quá vô lý. Nhiều người nghĩ rằng các báo cáo đã không làm rõ về việc đó là mức lương trước hay sau thuế của Ramos và họ vẫn tin mức lương thực sự trước thuế của anh vẫn dao động quanh mức 12 triệu euro. Tờ The Mirror vừa đưa tin rằng Paul Pogba và người đại diện của anh vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào về việc thúc tiến hợp đồng với Manchester United khi hợp đồng cũ đã gần hết hạn. Theo đó, Raiola cũng muốn đưa thần chủ của mình thành người hưởng lương cao nhất đội bóng này, tất nhiên là vượt qua cả Cristiano Ronaldo. Được biết, mức lương của Pogba đang là 290.000 bảng một tuần. Với Ronaldo, anh đang nhận tới 480.000 bảng một tuần. Gần như chắc chắn là Man United sẽ không đáp ứng yêu cầu này của phía đại diện Pogba. Lý do là bởi phong độ nghèo nàn trong thời gian gần đây của anh. Chưa kể Pogba vừa được chuẩn đoán phải nghỉ từ 8 đến 10 tuần vì một chấn thương trong lúc hội quân tuyển Pháp. Trang chủ Liverpool xác nhận Michael Edwards sẽ rời khỏi Anfield vào cuối mùa giải năm nay. Michael Edwards gia nhập Liverpool vào năm 2011 với vai trò trưởng bộ phận phân tích dữ liệu. Đến tháng 11 năm 2016, Edwards được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc thể thao. Ông là một trong những nhân vật đóng vai trò quan trọng đằng sau thành công của Liverpool vài năm trở lại đây. Edwards chia sẻ với quyết định của mình như sau: "Tôi đã luôn có kế hoạch giới hạn thời gian của mình ở một câu lạc bộ tối đa là 10 năm.
Tôi thích làm việc ở đây, nhưng tôi rất tin tưởng vào sự thay đổi. Trong thời gian của tôi ở đây, chúng tôi đã thay đổi rất nhiều thứ đáng tự hào. Sau khi mùa giải này khép lại, Julian Ward, trợ lý của Michael Edwards, sẽ thay thế chính vị trí của ông. Trong ngày đầu tập luyện của tuyển Brazil, Neymar đã chọn cách xuất hiện cực độc đáo khi đến sân tập bằng chiếc máy bay trực thăng riêng của mình. Chiếc trực thăng Mercedes-Benz Airbus H145 của Neymar được sơn đen lấy cảm hứng từ Batman, siêu anh hùng ưa thích của chính Neymar, có giá 13,7 triệu đô la Mỹ. Đây là chiếc trực thăng mà Neymar vừa tậu để tiện di chuyển. Nhiều khả năng ngôi sao người Brazil sẽ để chiếc trực thăng này ở lại nhà mình để làm phương tiện di chuyển đến sân tập, thay vì đem về Pháp, nơi Neymar đang thi đấu. Việc di chuyển bằng trực thăng sẽ giúp Neymar tránh được tình trạng cướp bóc diễn ra khá nhiều ở đường phố Brazil dạo gần đây. Hợp đồng giữa Andreas Christensen với Chelsea vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển mới, khiến nhiều fan của The Blue cảm thấy lo lắng. Chelsea và Christensen trước đó đã chốt xong các thỏa thuận. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người đại diện của trung vệ này bất ngờ đề nghị rút ngắn thời hạn hợp đồng từ 4 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm xuống chỉ còn 3 năm. Chelsea đã không chấp nhận yêu cầu này. Và trong chia sẻ mới nhất với truyền thông Đan Mạch, trung vệ này đã xác nhận anh và Chelsea vẫn chưa đạt được các thỏa thuận cuối cùng về việc gia hạn hợp đồng mới. Tuy nhiên, Christensen cũng kỳ vọng mọi việc sẽ sớm được giải quyết trong tương lai gần và cam kết là không hề có ý nghĩ về việc sẽ thương lượng với câu lạc bộ khác kể từ tháng 1. Tôi không cho rằng tình hình gia hạn hợp đồng của tôi đang tồi tệ. Không bên nào cả tôi và câu lạc bộ nghĩ rằng đang không tốt cả. Một sự việc khá hữu hữu vừa diễn ra gần đây ở đội nữ của Paris Saint-Germain khi tiền vệ 26 tuổi là Aminata Diallo đã bị cảnh sát khu vực bắt tại nhà riêng để phục vụ quá trình điều tra một vụ án liên quan tới đồng đội của cô. Nạn nhân trong vụ việc này là Khaira Hamraoui, đồng đội của chính nữ cầu thủ trên. Cô này bị hai người đàn ông giấu mặt tấn công bằng một thanh sắt và phải khâu vài mũi ở vai và chân. Việc chấn thương nặng ở chân khiến Hamraoui bỏ lỡ trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Real Madrid. Aminata được chọn đá thay và có chiến thắng 4-0 cùng các đồng đội. Nhưng tới hôm nay, cái kim trong bọc cũng lòi ra và Paris Saint-Germain cũng đã lên án hành vi bạo lực trên. Trước câu chuyện này, một số người khá vui tính trên mạng xã hội cũng liên tưởng nó với Van der Beek, người đã bị cho ra rìa trong đội hình Man United từ đầu mùa đến giờ. Tân huấn luyện viên Xavi là một trong những người rất muốn giữ chân Dembele, nhưng trước tình trạng hay chấn thương của anh, chiến lược gia này cũng cần phải bàn bạc kỹ với ban lãnh đạo của Barca trước khi đưa ra quyết định. Theo đó, tờ Sport đưa tin Barca sẽ thuyết phục Dembele ký một hợp đồng đặc biệt cho phép cầu thủ này nhận lương khi đạt những điều kiện nhất định. Tức là nó sẽ bao gồm quy định Dembele không được chấn thương và phải đóng góp cho Barca thời gian thi đấu như yêu cầu. Nếu tiền đạo trẻ không đồng ý với thỏa thuận này, họ sẽ để anh đi sang một câu lạc bộ khác và thay thế anh với mục tiêu Raheem Sterling mà Xavi cũng rất thích. Theo Daily Mail, dù Leicester đã tuyên bố sẽ không nhả huấn luyện viên của họ vào giữa mùa, thì Quỷ Đỏ vẫn tự tin sẽ có chữ ký của Rodgers nếu họ phải sa thải Solskjaer trong thời gian tới. Man United sẵn sàng phá vỡ hợp đồng của huấn luyện viên này và cũng nhận được sự quan tâm đủ lớn của Rodgers cho công việc trên. Hai bên đã có một số liên hệ với nhau và việc được dẫn dắt một đội bóng với nhiều ngôi sao như Man United thực sự hấp dẫn huấn luyện viên này. Hiện tại, theo The Athletic, Solskjaer có khả năng sẽ bị sa thải cao nếu Quỷ Đỏ vẫn tiếp tục phong độ bạc nhược sau kỳ nghỉ này. Nếu Man United thua Watford vào ngày 20, một quyết định chính thức sẽ được đưa ra ngay lập tức. Từ khi nhận số áo 10 ở Arsenal, thành công đã liên tục đến với Smith Rowe. Mới đây, anh đã lần đầu tiên được gọi lên tuyển Anh và cho biết mình cũng rất vui sướng về điều này. Tuy nhiên, Emil Smith Rowe cũng có một chia sẻ đáng chú ý khác, đó là việc anh thừa nhận từng bị lò đào tạo ở Chelsea từ chối. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin tối trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên cạnh người thân và gia đình.